Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian, một mẫu xe đạp Touring có giảm xóc đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng. Gian là dòng X-Rat 2, chiếc xe đạp khung nhôm bánh 700cc. Mới nhập về buổi sáng nay và em nên mua cho các bác xem. Như các bác thấy trên hình là toàn bộ phần khung của chiếc xe thì được lên từ nhôm. Không gian một thương hiệu rất quen thuộc với các bác chơi xe, cực kỳ bền bỉ, cứng cáp. X2 mẫu xe Touring giảm xóc, được chạy bộ chuyển động Shimano Asisa, luôn bộ chuyển động Shimano Asisa với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Đi về tổng thể của chiếc xe thì như các bác thấy là chiếc xe này còn giữ cái độ mới gọi là khá là tốt. Em đánh giá độ mới của chiếc xe nó phải trên 95% về độ mới. Nếu các bác thấy à, trên viền hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể đến cả xích và líp, còn rất mới và trắng. Đó là chủ xe cũ họ đi rất là giữ gìn, nhưng giữ là cái độ mới của chiếc xe nó còn rất là tốt. Tất cả đồ còn nguyên bản chính hãng, theo xe nguyên zin 100%. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Asisa, đây là 9 speed với đây là 3, tương đương với cả 9 lít và 3 đĩa. Chủ cũ có để lại cái đồng hồ đây, không biết là còn sống hay chết, em có để lại cho các bác vào mua, các bác về nghiên cứu. Và được trang bị bộ phanh dầu của Techo, giảm xóc dầu theo xe và bánh 700cc. Dám cho vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xem size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Và xe có cái size là xe nhỏ, xe S, cho các bác từ khoảng mét 60 đến mét 70 để nhâm đi là phù hợp. Đến phần chuyển động của chiếc xe thì chiếc xe chuyển động cực kỳ mượt mà, lên xuống nhẹ nhàng lên máy nên các thấy chuyển động rất mượt. Giá bán của chiếc xe nó bán mức giá chỉ có là 8.800.000, rất là rẻ cho một chiếc xe đạp Touring thương hiệu Gian, còn rất là mới. 8.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.